Em là tên Nguyễn Bình Tiên, năm nay em 23 tuổi. Em tên là Phan Thanh Trúc, em năm nay 23 tuổi. Có tiêu chuẩn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, về ngoại hình á, thì bạn nam cao hơn em, trên 1m7 thì tốt. Em cao nhiêu? Dạ, 1m65. Bạn trai cao nhiêu em? 68 vậy, chắc được. Có điều gì không thích không? Dạ có, là bạn nam vô tâm, chú trọng cái vẻ bên ngoài quá. Hoặc là có nhiều em gái mưa, chị nuôi, em nuôi. Cũng như là mình đang quen mình thả thính nhiều người em không thích. Còn cái mẫu người lý tưởng sao? Đúng rồi, cái mẫu người, theo tưởng tượng cái mẫu người của em. Em có một cái giống như cụ thể một người nào đó để coi giống anh kia không? Dạ giống ca sĩ Jun Phạm, 365. Jun Phạm đó hả? Dạ. Jun cũng, Phạm. Cũng giống anh ơi, mà khác giống mỗi cái mặt. Em tên là Ngô Thị Trâm. Em là Thành, em năm nay 30 tuổi. Rồi, mục tiêu mình đến đây là để kiếm vợ đấy ạ. Khuyết điểm của em thì em có một cái tật xấu, đấy là em ngủ lái. Cũng chưa có cái ai mà đo cường độ được. Nhưng mà thằng bạn em thì nó bảo là nếu mà bây giờ mà ngáy như thế thì sau này có khi vợ mày không có mày ngủ bên cạnh thì vợ mày không ngủ được ấy. Bởi vì bạn em nó tả thì là ngáy có nhịp độ, có trường độ đầy đủ. Nói chung là em thích bóng. Em thì em ghét sự giả dối. Em yêu màu tím. Thích gái chắc không? Em thích thật. Thích những cái gì liên quan tới bóng? Em hỏi một câu cuối cùng được. Anh cũng có một câu cuối cùng. Anh đang có một món nợ rất lớn. Em có muốn cùng anh trả nợ không?